Vâng, kính thưa quý vị, Rio chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội Carnival. Mọi người đang náo nức chuẩn bị chào mừng lễ Carnival 2013 tại trường Samba Grande Rio. Năm trước, trường Grande Rio đứng vào hàng thứ 5 trong toàn bộ các trường tham gia thi đấu trong lễ hội Carnival. Và năm nay, mọi người hy vọng trường sẽ đoạt giải nhất. Tuy nhiên, một vấn đề khác đang tạo sự quan tâm của mọi người, đó là dầu mỏ. Phần lớn dầu mỏ của Brazil được khai thác ở khu vực vùng biển, vùng Rio de Janeiro, và khu vực này nắm giữ gần hết tất cả lợi nhuận. Chính quyền Brazil đang ở trong quá trình ban hành điều luật mới để cho lợi nhuận từ dầu hỏa được phân phối đều khắp đất nước. Tình trạng này không ngăn cản người dân Rio chuẩn bị cho dịp lễ Carnival lần này. Hiệu trưởng trường Grande Rio nói, trong buổi trình diễn, nhà trường có đề cập đến vấn đề dầu mỏ hiện nay. Các trường dạy Samba ở Rio dành trọn năm làm việc để bảo đảm tất cả mọi thứ đều sẵn sàng cho hai ngày lễ hội cuồng nhiệt. Ngân sách dành cho lễ hội tốn hàng triệu Mỹ Kim và sử dụng một lực lượng lao động lên đến hàng ngàn người. Bất cứ ai đến thăm Brazil trong thời gian lễ hội Carnival đều có cảm giác rằng đất nước này đang dừng lại để tham gia lễ hội theo đúng nghĩa đen của nó. Người dân Brazil thường sắp xếp kỳ nghỉ của họ trong khoảng thời gian này. Việc kinh doanh buôn bán ngừng lại và năng suất làm việc của mọi người giảm hẳn xuống. Tuy vậy, lễ hội Carnival vẫn được thế giới biết đến là một trong những biểu hiện đẹp nhất trong văn hóa Brazil. Ông Edson Oliveira, chủ tịch trường Samba Grande Rio, tin tưởng Carnival sẽ tiếp tục mê hoặc những người không chỉ ở Brazil mà là ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Mỗi trường Samba có 4.000 người tham gia, với tất cả 50.000 người biểu diễn tại Sambodrome, với 75.000 người xem trực tiếp và chương trình được phát sóng trên 150 quốc gia. Vì vậy, đây là một chương trình rất quan trọng, một chương trình rất nổi tiếng và do người dân tạo nên. Khoảng 6 triệu người sẽ tràn ngập các đường phố ở Rio de Janeiro để mừng lễ hội Carnival năm nay. Đây cũng là cơ hội tập dượt của thành phố để biết cách đối phó với số lượng lên đến hàng triệu người tham dự giải bóng đá FIFA vào tháng 6 sắp tới và chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vào tháng 7. Lễ hội Rio de Janeiro bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2. Nếu quý vị có dịp đến thăm Rio trong khoảng thời gian này, thì đây là một trong những nơi đặc biệt nhất trên thế giới.